cũng theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn sử dụng khẩu trang trong phòng chống COVID-19 thì khu vực trường học không nằm trong hướng dẫn sử dụng khẩu trang như quy định trước đó. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, các cơ sở trường học và học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn tự giác đeo khẩu trang khi đến lớp. Năm học mới đã bắt đầu khoảng 2 tuần nay. Dù các hoạt động chạy và học diễn ra bình thường thuận lợi, nhưng phần lớn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các trường đều chú trọng công tác vệ sinh lớp học, nhắc nhở các em thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay, tăng đề kháng để bảo vệ sức khỏe. À, mặc dù là trường thì không bắt buộc các em các bạn đeo khẩu trang nhưng mà em vẫn các chúng học sinh vẫn đeo khẩu trang là bởi vì muốn cho các bạn nhận dẫn dân hoạt động bình thường nhưng mà lỡ sẽ lây gian bịch dịnh hơn so với cái số học sinh mà của trường. Bên cạnh đó, các trường còn quan tâm, theo sát việc tiêm vaccine phòng Covid-19 của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở các em tiêm đủ mũi, đúng đối tượng. Bởi đó là lá chắn quan trọng khi các em trở lại học tập trong năm học mới. Em và các bạn cũng chủ động tiêm vaccine theo đúng mũi, mũi mà mũi tiêm mà nhà trường thông báo và yeah, tiêm ở ngay trong trường theo uh, cái vaccine mà mình đã đặt trước chớp với viên chủ nhiệm. Có thể thấy các trường học không lơ là chủ quan và duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 nhất là trước nguy cơ dịch covid-19 bùng phát trở lại với nhiều biến thể mới góp phần bảo đảm an toàn và không làm gián đoạn việc dạy và học của giáo viên và học sinh.